có liên quan tới phía Puerto Rico ngày hôm nay thì đó là chúng tôi cũng biết rằng là một cái trận động đất mạnh 5.8 độ Richter đã diễn ra tại Puerto Rico ngày hôm nay, thưa quý vị, là thứ hai ngày 6 tháng 1. Và một trong những cái kỳ quan thiên nhiên mà rất là hùng vĩ và rất là nổi tiếng của Puerto Rico, nó là Punta Ventana, đã bị sụp đổ hoàn toàn giữa cái trận động đất này, thưa quý vị. Vâng, thưa quý vị, cái này thì là một cái thắng cảnh mà người ta rất là ngưỡng mộ và dân du lịch là thích đến lắm. Nó ở miền Nam, cái bờ biển miền Nam, và được coi là cái này thì thắng cảnh, quý vị, được gọi là Punta Ventana đó, một cái đảo đã bị cái cơn địa chấn là 5.8 mà hôm nay đã làm cho cái cô mà Denisa Colon, là một người 22 tuổi mà đã sống ở cái chỗ này lâu lâu đời rồi, Guijalenila là cái chỗ này đó, thì cô nói là bây giờ cô rất là sốc vì khi trước đây nó có cái hình ảnh để cho mình thấy, trước đây là có cả cái vòm rất là đẹp, cái arch đó, mà bây giờ thì biến mất sau cái cơn động đất, thì đó là một cái rất là buồn và bây giờ tiếc, nhưng mà chỉ còn là cô nói bây giờ chỉ còn trong cái memory thôi, còn nhớ lại thôi, sẽ không bao giờ còn được cái hình ảnh đẹp đó nữa. Và đây là một cái địa điểm rất là hấp dẫn cho du lịch, mà bây giờ tiếc quá, bởi vì cái hành động của thiên nhiên, chúng ta cũng hiểu đó, gần đây những cái tai họa thiên nhiên nó xảy đến nhiều, và cho nên là người dân cũng chỉ biết tiếc nuối, vì đây đã là họ đã từng, những cái người dân chung quanh đã từng đến đây nhiều lần, nhất là cái giới trẻ hay đến chơi đó, thì bây giờ họ rất tiếc nuối là họ nhìn cái khung cảnh và không thể nào ngờ được là mới đó mà bây giờ tình hình đã thay đổi. Và chúng ta cũng thấy nhiều cái xe hơi bị sập, các tòa nhà chỗ đó cũng bị sập, quý vị thấy không? Đó, nó xảy ra vào lúc khoảng 6:32 sáng, cái giờ là giờ local time, giờ địa phương đó, và một số nhà đã bị sập, cũng như là cúp điện đó, những cái điều mà thường thường xảy ra. Hiện bây giờ thì họ vẫn chưa có cái tường trình ngay lập tức về cái số thương vong hay là số mà bị mình chết, thưa quý vị. Dạ vâng, thì cái tình hình ngày hôm nay diễn biến tại Puerto Rico thì người ta nói trên thực tế thì nó đã diễn ra tới 15 trận động đất lớn nhỏ riêng trong buổi sáng thứ hai ngày hôm nay. Nhưng mà cái trận thứ nhì đó được cho là cái trận mạnh nhất vào lúc 6:32 sáng giờ địa phương. Nó đã đánh bật nhiều ngôi nhà ra khỏi cái móng của những cái ngôi nhà này, thưa quý vị, và làm sụp đổ rất là nhiều những cái cơ sở hạ tầng vật chất ở nơi đây. Cái cơ quan năng lượng Puerto Rico cho biết là hai cái trạm mà về điện đó, thưa quý vị, ở khu vực là Guanica và Yauco thì đã bị ảnh hưởng và bị cúp điện hàng loạt ở nhiều nơi tại Puerto Rico. Thì quý vị cũng biết là Puerto Rico là một cái lãnh địa thuộc cái địa phận của Hoa Kỳ, và đây cũng được coi là một cái tiểu bang của Hoa Kỳ, nhưng cũng có cái sự độc lập của cái vấn đề về chính trị của cái khu vực này. Và cái việc mà Puerto Rico là một cái phần lãnh địa của Hoa Kỳ nhưng có tính độc lập thì cũng đã từ lâu mà đã gây rất là nhiều tranh cãi trong nội bộ của cái khu vực này. Cái việc tranh cãi ở đây thì người ta cũng vẫn tranh cãi với nhau là cuối cùng thì cái vấn đề tại Puerto Rico là độc lập hay độc lập hoàn toàn hay là vẫn phải dựa vô Hoa Kỳ. Thì kể từ năm 1967 thì những cái cử tri của Puerto Rico họ đã có những cái mà bỏ phiếu rồi, trưng cầu dân ý, nhưng mà tất cả những cái đó nó chưa đi đến một cái kết quả ngã ngũ nào, bởi vì hiện nay thì Puerto Rico, quý vị cũng biết, là còn nợ nần rất là nhiều, và Hoa Kỳ vẫn là một trong những cái ngọn núi lớn để cho Puerto Rico dựa vô, và khu vực này cũng là cái nơi mà thường xuyên diễn ra những cái thảm họa thiên nhiên ngoài kiểm soát. Guijalenila, thưa quý vị, là chỗ này đã được mệnh danh là the new window of on the Caribbean, có nghĩa là một cái cửa sổ mới của cái vùng địa Trung Hải. Và bây giờ người dân rất buồn. Bà Lopez là ông Lopez, thưa quý vị, là phát ngôn viên của cái city này, thành phố này, ông đã nói là rất lo buồn, rất buồn là vì những cái thắng cảnh thiên nhiên, những cái kho tàng thiên nhiên đã từ từ biến mất, và người ta nói là ở đây đó sẽ không còn cái gì để mà họ quý mến, vì họ chỉ còn nhớ được trong kỷ niệm thôi. Bởi vì hôm nay thì Playa Vallarta đã bị sụp đổ và cái phần chính nó đã mất thì cái vẻ đẹp mà của cái một cái vùng đã nổi tiếng, cho nên đây là một cái tai họa rất tiếc cho người dân ở đây, và họ nói là không biết có cách nào để hồi phục được lại cái số mà hấp dẫn để mà mai mốt du khách sẽ đến lại như trước khi xảy ra hay không, thưa quý vị.
Thực ra để mà hồi phục thì chắc là rất là khó khăn, bởi vì đây là một cái kiến tạo của thiên nhiên, thưa quý vị. Tuy nhiên chúng ta cũng thấy rằng là có rất là nhiều điều trong cuộc sống của chúng ta thì con người ta luôn luôn cố gắng để mà giữ lấy, thưa quý vị. Ngay cả trong cái cuộc chiến giữa Syria và ISIS thì quý vị biết là rất nhiều những cái mà tạo tác của thiên nhiên cũng như là những cái cổ vật hàng ngàn năm về trước đều đã bị ISIS là tiêu hủy. Thì tất cả những cái điều đó, thưa quý vị, rằng là cho dù chúng ta có nỗ lực để mà níu giữ lịch sử thì đôi khi những cái sự mà tàn khốc của thiên nhiên và cũng như là của life, của cuộc sống đó, thì nó cũng rất là khó khăn để có lại được những cái điều đó. Và cái điều này cũng rất đáng tiếc cho Puerto Rico, tại vì cái vùng đất này, thưa quý vị, là một khu vực rất là đẹp và nó cũng có một cái tên khác, đó là hòn đảo Diệu Kỳ.